cuối tuần mới bận, nay là thứ bảy nên là khách đi rất là đông. À bây giờ mình sẽ vào đi xe nha. Nào đi mũ ơi. Rồi, đây là cái bãi dưới xe nha. Giống như bãi đất trống thôi. Cái này là bãi đất trống ở thành phố thôi. Người ta làm thành cái khu này để du lịch đó. Đây là gì? Ừ, để cái rồi đây các bạn, bây giờ mình sẽ vào có cổng mua vé nha. Mình mua vé vào. Đó là con mèo này. Lên lên này. Ấy, mua vé, về vé. Không anh không à. Không nhìn thấy cái này luôn. Ê, từ từ coi. Không thấy hoa. Không dám đạp. Không lưu trèo vẫn đó. Ê, coi. Đây là quy định nha. Không thấy hoa, ngát cành. Cây trong vườn không dám đạp, ngồi và nằm trên hoa. Và cây trong vườn không leo trèo lên tận đá dưới vườn. Giữ gìn mỹ quan. Nếu vi phạm, phạt 100.000 đồng. Rồi. Một vé 50 ha. Rồi vé đây có chia ra cho các em rồi không chị? Không. Các em miễn phí em. À dạ. Có cái máy hình gì đẹp gì á? Cái nhỏ nhỏ. Máy hình vậy hả? Anh cái dạ. Chụp hình bình thường luôn hả? Dạ. Bao nhiêu một cái vậy? Cái rẻ thì cỡ 1 triệu là chạy xe được. Nhưng mà như thế này. Rồi đây là cổng nha bạn, nông trại Ánh Dương Tết 2020. Đây anh gửi vé. Rồi. Ê có bông nước nữa.